Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu lục Ragimbul. Cái khẩu này thì mình không biết tiếng Anh nó đọc như thế nào. Chả biết tiếng Anh, nó mang vào chị Google gì chứ. Thì chị ấy còn gì tào lao hơn nữa. Mình quyết định là đọc tiếng Việt luôn cho nó chất. Ok ạ, cái này thì của bạn Mỹ Kim. À không phải, anh của bạn Mỹ Kim. Mà nhắc đến bạn Mỹ Kim thì mình lại sực nhớ ra cái câu chuyện mà bạn ấy nhờ mình khi em cho mượn ạc ấy. Thì bạn ấy bắt buộc là phải giới thiệu đến bạn ấy và anh của bạn ấy. Đó chính là Kim xin trai. À chứ nhầm, Kim xin gái và bạn Tùng xin trai đúng không? Cho mượn ạc thôi mà. Muốn làm ông nội người ta luôn ý. Và lại đây. Ui khẩu lục này thì đam nó rất là to nhá. Này thì lao vào đây này. Chị Cương Thi chân dài quá và gãy rồi. Ơ, AFK à đủ. Úi dồi, RPK đâu ra vậy? Tuyệt vời. À, sau lưng này, ui, cầm bồ cào. Chém đây đâu ấy. Đây, 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 đây. À, lên đây thả thính này, ok. À, lên đây AFK. Tưởng lên đây thả thính thì còn chấp nhận được. Lên đây AFK thì không được rồi. À, đây nữa. Đông vậy, úi dồi ôi, lại nhấp nháy. Như cái đèn LED năm mới vậy. Làm sao không chết được. Hay rồi. Úi dồi ôi, thằng tên bàn thờ nhá, tao hận mày. Mày ăn đâu không ăn. Ăn ngay cái mồm của tao là hơi bị sai ấy. Ôi dồi ôi, hết đạn. Đậu xanh. Cái khẩu này thì nó rất là mệnh. Bằng dí vào đầu thì tầm 1000 mấy luôn. Quá mệnh. Nó không còn cái khẩu lục nào có thể mệnh hơn cái khẩu này. Nhưng nếu mà cái khẩu này được ép lên tầm 11 viên nữa, nếu là A cấp của mình thì tuyệt vời. Còn A cấp của mình thì mình quên nhận cái khẩu này đi. Mình không để ý trong cái sự kiện. Dạo gần đây thì máy hỏng nên không có để ý những cái thứ khác. Đấy, thì nó thế thôi. Đâm ra thì không có khẩu lục thêm 11 viên. Úi dồi ôi, làm gì vậy? Hết hồn. Nó làm cái gì vậy? Để lên xem nào. Úi dồi, gì đây? Úi dồi ôi, đam 1500. Vờ lời. Em thấy không ạ, 2 viên chết 1. Thế mà tình rồi. Quả đấy thì nó cũng yếu máu à. Tầm 4 viên đi. Nếu cho tầm 4 viên thì nó sẽ chết hẳn luôn đấy. Đúng không, khẩu này quá mệnh. Mình thấy nó còn đam bình thường thì nó bằng 1 cây AWM. Đấy, thì tầm 250 đến 300. Rất tiếc là hình như cái hàng này không có giáp à? What the fuck? Tôi xong rồi. Tự bóp giái rồi. Nhìn trong cái hàng tận 20,000 kim cương anh em ạ. Không dám đụng vào đâu. Sợ chủ hàng nó nói. Còn thế đéo đâu, không mua giáp. Quả đấy mua thêm cái giáp chỉ có 60 kim cương thôi. Người ta không biết được đâu. Thắm lọ thế là cùng. Úi dồi ôi. Thành điên. Tham AFK này. Cái tội tham AFK thì nó xứng đáng lắm bạn này. Rất xứng đáng. Mình đánh giá cao tinh thần chém AFK của bạn. Rất tuyệt vời. Ok. Đâu rồi? Ủa ôi, tầm du đông thế. Đây rồi. Đây đây bạn ơi. Úi dồi ôi. Ơ không hiện đam này. What? Úi dồi ôi. Gì vậy? Xuống đây nào. Cái định mệnh thôi xong rồi. Cày thế. Quả đấy có giáp thì ok rồi. Cái kết là ngu người không sao. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang Zombie chơi đi. Lâu rồi mình chưa chơi Zombie nhở. Hay rồi. Còn hàng nào đây? À, gì đấy? Nhảy với nhót này. Tuy là hủy diệt chân nó ngắn thật, nhưng cái bước nhảy hoàn vũ của nó không chấp nhận được là nó nhảy rất là cao nhá. Tuy là chân ngắn, rất là ảo lòi. Vâng, và cũng phải công nhận luôn cái mức độ trâu bò của nó. Vâng, như không thể trâu được đối với ba thằng. Anh em đâu lên. Cầm Cương Thi nào. Vâng, hủy diệt thì chỉ cần được hero thôi. Bọn này phải y tá với lại Cương Thi cơ. Lấy vếu nó vã vào mặt nó mới chết anh em ạ. Lấy ngực vã vào mặt. Ngực của hủy diệt chắc là hơi bị bé nhở. Mình cần phải suy nghĩ lại. Há đủ gì căng vậy, tơ đâu? Ôi hay quá. Thế đấy nhờ nó lại rớt xuống nhở. Ảo vậy.
rớt xuống tận hai thằng mới ghê chứ. Không biết thằng tơ nó dùng cái thủ thuật gì nó hút hai thằng hero xuống. Dã man. Đéo tin được. Chỉ nhầm hút hai thằng chiến binh chứ nhở. Cương thi thì hơi yếu rồi. Có sao mình thấy máu hơi bị ít nhở. Mình chơi zombie ký sinh nó quen ta. Ký sinh thì máu của zombie nó trâu lắm. Ui ôi, nó lại clear team zombie rồi kìa. Vãi xoài. Thế đấy, anh tơ nó chả làm được gì. Úi dồi ôi. Nó vây lại, nó chém sấp mặt lờ, nó mới thôi. Đậu xanh. Ok. Hôm nay thì mình sẽ cầm cây lục này nhặt hòm. Nhưng hòm thì mình cũng tính là không nhặt hòm. Hòm tự dưng nó lại đập vào mặt thế thôi. Nên thành ra là nhặt hòm luôn. Ok. Úi dồi ôi, cái gì đấy. Trời ơi, lag nữa. Barack Obama Ozawa. Barack Ozawa. What the fuck. Cũng đặt tên mắc chất. Quả tên đi vào lòng người. Barack Ozawa gì đấy. Ôi. Anh Tơ và Ao thì đã có con khác gia nhập team Dubai rồi. Hay lắm. Ủa, mực fake này. Thôi. Ơ kìa. Chạy đâu rồi. Nó đứng đây không làm gì nó. Đậu xanh. Yêu tình đâu. Ui giật lag này. Công nhận là cái máy nào nó giật cực luôn ấy. Nó giật cực. Rồi. Trận này chưa có hero nhỉ. Dạo này chơi chả có hero chán quá anh em ạ. Ơ. Không có con nào luôn. Bọn này chạy nhanh vậy. Bọn này chắc là lắp thêm cái gì dưới chân để chạy rồi. Nhanh quá. Ok, chuẩn bị có hero rồi. Mới nhắc đến không có hero thôi. Ok. Phải tự dưng lại rớt xuống. Làm hết hồ nè. Rồi, giây phút hero. Hero à, cái gì đấy. Cái gì đấy. Úi dồi. Mày trâu, mày trâu. Ôi hết đạn, trời ơi. Tình mệnh. Khô máu luôn. Khô máu luôn. Oh, what the fuck. Chém kia, thế kia không chết kìa. Phải xoài, vâng. Có hero của tôi. Chán thế. Cẩn thận được mỗi hero, tự dưng mất. Chết ngu người. Quả đấy có giáp nữa thì nên đứng chó thật. Quả không có giáp thì không nên. Tốt nhất là không nên. Thắm thế à rồi. Quả đấy biết thế bắn tiếp. Mà ít đạn quá anh em ạ. Thực sự bắn không sướng. Nếu mà ép đạn lên 11 viên thì nó bá thôi rồi. Có thằng hết xin tường. Chắc là lag ấy. Làm gì có hết xin tường ở đây. Rồi. Zombie thì nó ít hack lắm. Các bạn chơi game nào hack thì hack chứ Zombie ít lắm. Ít khi mà có hack. Lâu lắm rồi mình không chưa gặp hack lần nào trong chế độ Zombie. Bằng hack chẳng qua thì mạng mình lag thì bị cào xa thôi chứ chưa có hack. Thật luôn. Nếu anh em nào muốn trải nghiệm mà không có hack thì cứ Zombie mà táng thôi. Ôi, bà Z nhanh tay vậy. Cái phong cách cầm cái khẩu lục này mình rất là thích nhá, rút từ trong ra rất là đã. Quả này ít zombie rồi. Còn chào nốt trận này mình sẽ nghỉ thôi. Những trận sau thì anh em cứ xác định là chả có zombie ở bán đâu. Bọn kia lên tổng hàng hết thì zombie tự động AFK thôi. Auto AFK thôi. Đấy, nó như thế nó không, nó để cận chiến chứ không có cào đâu. Đấy, nó như vậy. Mình rất là chán với lại phong cách của zombie những hiệp cuối. Úi dồi ôi, toàn mỗi mình ăn thôi. Đam nó to thế mà. Không phải đâu, không phải đam to mà. Do bọn kia nó không có bắn. Nó để nhấp nháy nó giết thôi. Nhưng mình thì chủ trương là chém chết đã, tính sao. Cút ra. Úi dồi ôi. Mày nghĩ mày chém nhanh như ríu á. Vâng khó lắm. Định mệnh. Ok. Còn thanh niên cuối. Còn thanh niên này quyết định là treo máy nhưng không cào. Vẫn di chuyển. Ảo thật ý. Cho anh em bút kill thoải mái luôn. Ok. Vâng lại có thằng khác đi vào. Lại nó lại chạy ra đây này. Chém đi. Chém đi. Mạnh như con bò ấy. Vâng khẩu này đa 1.500 thì thôi. Nó như TMP rồi. Nghe bảo khẩu này trong chế độ C4 thì nó one shot one kill.
mình cũng chưa có mà test luôn mà ngủ thế. Khẩu lục mệnh thì không lấy được, không biết là trong chế độ C4 thì nó bá như thế nào. Chắc là lâu lắm mình mới có thể có cơ hội test lại được cái khẩu này. Úi dồi ôi, ngồi đấy mà chém. Đến cái phần nhấp nháy thì khẩu này nó là mệnh. À đây rồi. Đây rồi. Úi dồi. Thôi mình sẽ kết thúc.